Cùng Nguyễn Đỗ Dũng, Khôi Nguyên hân hạnh quay trở lại chương trình Chuyện Nóng trong tuần với quý khán giả Người Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, mùng 2 tháng 6 của năm 2021. Chủ đề của chương trình Chuyện Nóng trong tuần của anh em chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long của Việt Nam đã thừa nhận tình trạng COVID tại Việt Nam là rất nguy hiểm trong lúc quốc gia này đã vừa đạt được cái thỏa thuận mua 20 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga và cũng không nhắc tới cái điều mà Việt Nam sẽ mua vaccine của Trung Quốc ra sao. Chúng tôi sẽ cùng nói chuyện với anh Đỗ Dũng. Chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Khương Nguyên và chào khán giả của TV. Thưa anh, trước tiên là tin trong ngày hôm nay, tức là tin đến cuối ngày mùng 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam, thưa anh Đỗ Dũng. Một tin không vui ở thành phố Sài Gòn là đã có một phụ nữ đã tử vong vì COVID-19. Đây là cái bệnh nhân đầu tiên trong cái đợt dịch này tử vong tại thành phố Sài Gòn. Và đây là một người phụ nữ, một người phụ nữ 37 tuổi, bệnh nhân 4780 và là con gái của người chủ quán bánh canh O Thanh ở quận 3. Thưa anh, đó là tin mới nhất về người thiệt mạng tại Việt Nam và cụ thể là tại người đầu tiên trong cái đợt dịch này tại Sài Gòn. Vậy thì cho đến giờ này, cuối của ngày mùng 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam và rạng sáng của ngày mùng 3 tháng 6 tại Việt Nam thì tình hình ra sao thưa anh? Như vậy là cái cô con gái này ở quán O Thanh là cũng là một trong những ổ dịch ở Sài Gòn. Vâng. Nó xảy ra mấy ngày nay và bây giờ người ta tính tới mấy ngàn người. Vâng. Nó cứ lây lan từ F0 tới F. Vâng. Và như vậy cô là người tử vong thứ 49 tại Việt Nam. Và cho đến nay tổng cộng Việt Nam tính tới 6 giờ chiều ngày 2 tháng 6 là 7.813 người bị nhiễm. Vâng. Số người khỏi bệnh là 3.085 người, như vậy còn sấp xỉ cũng là trên 4.000 người có bệnh. Và như vậy là 49 người tử vong, thưa anh Khôi Nguyên. Dạ, cái đáng lo ngại đó thưa anh là hiện nay có tới 84 ca bệnh đang ở mức tiên lượng rất nặng. Trong đó có cả phụ nữ mang thai thưa anh. Có thể nói là cái biến chủng mà cái dịch COVID lần này nó rất là nguy hiểm và lời ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cũng đã được truyền thông không chỉ tại Việt Nam mà được cả truyền thông quốc tế dẫn lời và nói là cái dịch COVID-19 tại Việt Nam lần này là rất nguy hiểm bởi vì có hai cái biến chủng mà từ Anh và Ấn Độ. Ấn Độ. Vâng. Đó là cái điều mà quốc tế họ đang rất lo ngại trong cái tình hình COVID-19 tại Việt Nam thưa anh. Trong lúc đó thì như hồi nãy Khôi Nguyên có nói đó, việc hôm nay Việt Nam đã đạt được một cái thỏa thuận với Nga là sẽ mua 20 triệu liều vaccine phải không anh? Vâng. Dạ, Sputnik V của Nga đó. Thì không biết cụ thể chuyện này nó là sao thưa anh Đỗ Dũng? Thưa anh thì theo trong báo chí trong nước cho biết là Việt Nam đã đặt mua, đã đàm phán từ tháng 8 năm 2020. Dạ. Tức là cách đây độ khoảng chừng là gần một năm. Vâng. Gần một năm Việt Nam đã nhìn thấy cái chuyện đó đàm phán. Nhưng mà lúc đó Nga chưa có sản xuất đủ thuốc nên không có bảo đảm được. Thì cho đến tháng 11 năm 2020, tức là 3 tháng sau, thì họ mới được cái thỏa thuận đó. Và ngày hôm nay thì ông Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Y tế cho biết là từ lúc đó là liên tục đàm phán. Liên tục đàm phán. Thì coi như là Nga sẽ dự kiến là tháng 7 này sẽ coi như là trong những ngày tới sẽ giao cho Việt Nam 20 triệu cái liều thuốc đó. Ngoài cái chuyện mua thuốc thì Việt Nam cũng đang đàm phán thêm với các nguồn khác, ví dụ như qua COVAX là Tổ chức Y tế Thế giới. Rồi các hãng như AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Và ba chấm này không biết là cái gì, nhưng mà anh có thể hiểu, anh nhìn trong đây là anh thấy là COVAX là tên một cái chương trình của Liên Hợp Quốc. AstraZeneca là thuốc của Anh. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson là ba cái đó là thương hiệu của Mỹ, thấy không? Thì rồi ngoài cái chuyện mua thì Việt Nam cũng đang đàm phán để làm sao mà coi như là có thể sản xuất thuốc, nhưng mà sản xuất đây không phải là sản xuất ra thuốc đó mà là đóng chai. Có thể là đóng ống. Nói chung là bao bì, tức là bên Nga sản xuất ở đó mà đưa vào Việt Nam đóng nó nhanh. Và nó hiệu quả. Thì đó là cái Việt Nam đang đàm phán là dự kiến tháng 7 này sẽ bắt đầu làm cái chuyện đó. Thì nếu có cái đó thì nó nhanh hơn, thay vì phải chuyên chở từ bên Nga qua.
Cũng trong cái chiều hướng này thì tin tức trên thế giới cũng vừa cho biết là cũng có một cái có thể nói là cũng may mắn cho Việt Nam có thể trong những ngày tới. Đó là hôm nay cái hãng AstraZeneca họ bắt đầu là cái xưởng của họ mà làm tại Thái Lan đó, là bắt đầu cho xuất xưởng. Tức là họ cũng muốn chế cái nguyên liệu thuốc đó đem qua Thái Lan đóng ống, đóng bao bì. Thì cái này nó sẽ hy vọng là cung cấp cho các quốc gia vùng Đông Nam Á. Vâng, hôm nay thì nhiều hãng tin cũng đã đưa cái tin này rồi. Thì tất nhiên Thái Lan là được hưởng trước rồi, tất nhiên là AstraZeneca họ sẽ bán được các thứ trong vùng, thì người ta cũng hy vọng là Việt Nam cũng mua được một số đó trong cái đó thôi anh. Tôi có thể gọi Việt Nam đang mở một chiến dịch gọi là ngoại giao vaccine. Không phải ngoại giao vaccine, không, ngoại giao vaccine là anh nói là ngoại giao vaccine là anh đi anh xin viện trợ hoặc là anh mua gọi là phối hợp. Cái này là thẳng, nói thẳng là mua bán. Bây đúng giờ nói thẳng ra với anh luôn, nó là trên thị trường. Nhưng mà ý tôi nói đó, ngoại giao vaccine là chỗ này. Anh nhìn thấy này, ngày hôm qua thì tổng thống chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi thư cho ông Biden, ông Biden là tổng thống Mỹ. Rồi hôm nay tức là hôm mùng 2 tháng 6 đó, thì các báo tại Việt Nam thì cũng đã loan tin là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi thư cho tổng thống Nga Putin. Vâng. Thì ngay trong ngày hôm đó đó, thì đây trên màn hình quý vị, đây là tờ Lao Động đã đăng cái bản tin này. Ngay trong ngày hôm đó đó thì Việt Nam là đã đạt cái thỏa thuận mà như chúng ta nói hồi nãy là 20 triệu liều vaccine với Nga. Vâng. Nhưng mà có cái điều rất là đặc biệt và được truyền thông quốc tế loan tin. Quý vị có thể là xem một đoạn cái video do đài truyền hình NBC News của Mỹ do một cái phóng viên tên là Janice McCann-Bray tường thuật từ Bắc Kinh. Thưa anh, họ sử dụng cái footage của đài truyền hình Việt Nam. Chúng ta có nghe thì nghe cái đoạn video này. Vaccinations. The problem with that, like in a lot of places in Asia, is supply. They just don't have enough. They're in negotiations with Moderna. They have some Pfizer vaccine. They don't want to take vaccines from China. So it means that only 1 million people out of a population of 96 million has been vaccinated so far. So that's what worries. Yeah, anh Đỗ Dũng có thể nghe. Vâng. Đó là phóng viên này tường thuật từ Bắc Kinh, thưa anh. Vâng. Sẽ ở trong đó cái điều mà nhấn mạnh đó là Việt Nam không muốn có cái vaccine từ Trung Quốc. Vậy thì chúng ta đều biết là cái tổng số vaccine hiện nay, thưa anh Đỗ Dũng, mà theo như đạt được thỏa thuận đó, là tôi muốn đếm lại nha. Vâng. Việt Nam hiện nay đạt được thỏa thuận đó là 31 triệu liều Pfizer. Vâng. Mình sẽ có trong quý 3 của năm 2021. Quý 3 và quý 4. Dạ vâng. Nói chung là trong năm nay á, trong năm nay là 2021 đó. Dạ rồi. Một cái nữa là 38.9 triệu AstraZeneca của COVAX, 30 triệu liều AstraZeneca qua cái công ty có tên là VNVC và 20 triệu liều từ Nga. Nếu như chúng ta cộng tất cả những cái con số này lại đó, 69, 99 và 110, 119 triệu liều, thưa anh. Cộng với lại 3 triệu liều mà hiện nay Việt Nam hiện có, tức là cũng đã gần chòm chèm con số là hơn 110 triệu liều, thưa anh. Vâng. Trong khi đó dân số Việt Nam là khoảng chừng 97 triệu người. Gọi gần trăm triệu. Dạ, như vậy nếu như trong năm 2021 mà được những cái con số lý tưởng như thế này, thì tôi nghĩ là đã, nếu mà Việt Nam mà trích đầy đủ cho tất cả những cái liều này cho dân chúng đó, thì theo tôi đã được quá một nửa dân số rồi, đúng không? Trong này anh phải tính đây là Việt Nam tính liều, đây là không phải là liều bình thường mà liều đây là một mũi. Dạ đó, thì bây giờ vâng, hơn một nửa đó. Nhưng mà hơn một nửa chưa đạt yêu cầu. Việt Nam là dự trù mua tới 150 triệu mũi. Dạ. Nếu nó liều, một liều nó hai mũi. Dạ vâng. Cái Johnson Johnson nó một mũi thôi. Dạ. Thì đây Việt Nam dùng cái từ liều trong đây năm 2021 đó, 150 triệu liều đây là mình hiểu là mũi. Thì nếu mua được cái số đó và trích hết thì sẽ trích được 75% dân số Việt Nam. Đúng rồi. Đủ cái ngưỡng mà miễn dịch cộng đồng. Miễn dịch cộng đồng. Dạ, đủ cái ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Thì trong đây là mục tiêu Việt Nam là mua 150 triệu mũi. Dạ. Yeah. Thì con số mà anh Tô Nguyên đưa ra là bây giờ mới đặt mua được coi như nó chòm chèm được hơn 100 triệu. Dạ. Yeah. Họ sẽ còn phải mua thêm khoảng độ 50 triệu nữa. Vâng. Mà đó là mua còn bao giờ mà có đưa đến. Dạ. Yeah. Thì họ hy vọng trong năm nay đưa đến và rồi trích cho người dân. Phải đến cuối năm nay mới gọi là đạt được cái mức gọi là miễn nhiễm cộng đồng, thưa anh. Dạ. Yeah. Thưa anh, hôm qua thì chúng ta cũng có làm trong chương trình này, chúng ta cũng đề cập đến cái chuyện là
trong cái lúc mà có thể là nước sôi lửa bỏng và trong tình trạng cấp cứu đó, vâng, thì có thể là Việt Nam có thể sử dụng cái vaccine của Trung Quốc. Nhưng mà như hôm nay anh nhìn thấy đó, ngay cả truyền thông quốc tế cũng nói là Việt Nam không muốn cái vaccine của Trung Quốc, tức là không muốn mua cái vaccine của Trung Quốc đó. Thì vấn đề đó là ngoại trừ người dân, nhưng mà chúng ta thấy là ngoại trừ người dân là cái tâm lý mà chống Trung Quốc, nhưng mà về phía chính quyền thì sao? Thực sự là chúng ta để ý là hồi nãy đó là cái lời tường thuật của phóng viên. Dạ, tường thuật. Dạ. Là Việt Nam không muốn mua, nhưng mà đó là vấn đề Việt Nam không nói câu đúng, đó. Đúng, đúng, đúng. Tôi đang nói là cái lời tường thuật của phóng viên. Dạ, dạ, rõ như vậy. Dạ. Cho đến giờ Việt Nam không nhắc đến thuốc của Trung Quốc. Đó. Điều đó không có nghĩa là không mua. Dạ. Không nhắc tới thôi. Dạ. Nhưng mà như ngày hôm qua tôi nói đó, Trung Quốc bây giờ có tới hai loại thuốc được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Rồi. Đó là Sinopharm và Sinovac. Đó. Thì bây giờ nó tùy theo. Yeah. Việt Nam họ sẽ không nói câu là tôi không mua. Họ cứ để ngỏ đó. Yeah. Và nó tùy theo cái tiến độ mà mua được thuốc bao nhiêu, đưa về được bao nhiêu. Bởi vì những cái này nó còn nhiều cái rủi ro lắm. Yeah. Tôi nói anh ví dụ nhé. Trước đây Johnson Johnson đã bị cái tình trạng nó pha cái thuốc lộ. Yeah. Nó phải bỏ mấy triệu liều. Anh thấy không? Yeah. Trong cái lúc tranh tối tranh sáng như thế này mà làm mà không cẩn thận. Tôi nói ví dụ mà Sputnik hay AstraZeneca đưa cái nguyên liệu về nơi khác để đóng chai cho nó lẹ, mà trong cái quá trình đóng mà nếu có vấn đề, vâng, tôi nói thật với anh là hủy. Đó là ở đây gọi là vấn đề chuyển giao đó. Đó, chuyển giao nó cũng có cái phức tạp của nó chứ phải không? Yeah. Đó. Thành thử ra nếu mọi chuyện mà êm xuôi, không có gì xảy ra, và Việt Nam mua cái số thuốc này và được giao đúng tiến độ, vâng, thì tôi nghĩ Việt Nam không cần Sinovac hoặc là Sinopharm. Mặc dù sẽ không bao giờ nói là tôi không mua, nhưng mà tôi lơ đi. Nhưng nếu trong cái tiến trình mà mua và nhận 150 triệu liều này như Việt Nam muốn, mà có vấn đề trục trặc, mà nếu mà tình trạng mà bệnh mà nó gia tăng nhanh, bắt buộc Việt Nam nó phải nghĩ đến chuyện là Sinovac hoặc là Sinopharm. Đó là cái tình trạng mà tôi thấy là mình không thể nói trước được. Dạ vâng, tôi cũng hiểu như vậy, nhưng mà ý tôi muốn nói là tinh thần chống Trung Quốc, tôi hiểu Trung Quốc của người dân Việt Nam tôi nói là rất là cao. Có những người có thể là mình không biết là họ nói từ cái lương tâm của họ, hay là họ nói cái nỗi bất bình của họ, hay là họ mình không biết họ nói thật hay là không thật, nhưng mà họ nói là nếu như mà chích vaccine của Trung Quốc đó thì chẳng thà họ không chích, hoặc là họ đợi để cho đến khi nào Việt Nam có vaccine thì họ mới chích. Không, anh nói vậy là anh chưa đủ lòng yêu nước. Có người yêu nước là bảo thà tôi chết tôi không chích thuốc của Trung Quốc. Tôi có thấy có người nói vậy, đúng là yêu nước. Nhưng mà đó là chuyện người ta nói thôi, nhưng mình nói trên bình diện quốc gia. Thì bây giờ tôi thấy đó, chính phủ Việt Nam mặc dù không nói chuyện đó, nhưng mà thấy là họ đang tìm mọi cách kiểm soát bệnh, ngăn chặn bệnh. Để đối phó từ bây giờ cho tới lúc mà đủ 150 triệu liều. Đúng. Để họ không phải vô cái tình thế mà phải mua thuốc của Trung Quốc. Đó. Đó. Cái điều mà chúng ta nhìn thấy cái nỗ lực của Việt Nam. Mặc dù chính phủ Việt Nam không nói ra, nhưng mà tôi đọc trong tin tức trong nước trong những ngày qua, tôi thấy bắt đầu là chính phủ đẩy lên gọi là cái sự quyết tâm. Bắt đầu bây giờ có những bài báo viết giống như là cái này, cuộc chiến này là cuộc chiến không phải của mỗi người, của một vài người, mà của mỗi người. Vâng. Bắt đầu họ đưa phóng viên là viết những cái bài báo kích, nghĩa là khích động, ủng tinh thần người dân lên để mọi người vượt qua cái lúc này, hoặc là ít nhất không vượt qua được thì cũng phải giữ tình trạng đừng có tệ quá. Vâng. Trong gọi là cầm chừng, tôi nói bây giờ như vậy, bây giờ tôi đói quá, tôi đang đợi là thức ăn đang về. Vâng. Thấy không? Nghĩa là thức ăn đang về để tôi ăn, tôi ăn cầm chừng cho lúc mà có thức ăn đủ, đừng có để tôi bị chết đói. Vâng. Đó. Nếu mà tôi phải vô cái tình trạng chết đói thì bắt buộc tôi phải mua cái thực phẩm của anh nhà kế bên mà tôi không thích. Đúng đó rồi. Thì bây giờ tôi đang cố gắng làm cái điều đó, thưa anh. Dạ. Thưa anh, cái tổng chi phí mà người ta bực Bộ Tài chính Việt Nam đó ước tính đó, cái kế hoạch mà mua vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 75 triệu người mà nãy ngay con số anh nói 75% là đủ để mà miễn nhiễm cộng đồng đó, thì nó có kinh phí khoảng chừng 25.200 tỷ đồng, tức là nó tương đương với khoảng hơn 1 tỷ đô la. Vâng. Nhưng mà ở đây đó, truyền thông tại Việt Nam nói rõ là nói là trong cái số này đó thì cần huy động đóng góp từ người dân và doanh nghiệp là
9.200 tỷ đồng, nó tương đương với khoảng chừng 397 triệu đô la. Vâng. Tức là khoảng 400 triệu đô la. 400 triệu. 1 tỷ mà người nhà nước mong muốn người dân đóng góp 4 gần như 4%. 400 triệu. 40%. Dạ. Anh nghĩ là có khả thi không? Có khả thi. Tôi mà hôm nay nha, truyền thông Việt Nam nói rõ nha. Tất cả cái này đó nó phải được đóng góp qua quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 do chính phủ thiết lập. Đúng rồi. Lần trước đó là kêu gọi của Nguyễn Xuân Phúc đó. Qua mặt trận Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc. Vâng. Nhưng mà hôm nay thì chính phủ vâng. đã lập một cái quỹ gọi là quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 cho của chính phủ. Vậy nó dễ hơn, nó dễ hơn. Dạ. Tức là một mối thôi. Một không mối thôi. Tới chuyển lui gì mà cả. Nó trực tiếp qua cái chuyện hiện nay. Dạ. Thì anh nhìn thấy cái con số đó có khả thi không? Tôi nghĩ là khả thi. Yeah. Khả thi bởi một vì... trong những biện pháp khác nữa anh Đỗ Dũng ngày hôm qua anh có nói là Việt Nam cũng đã cho những cái doanh nghiệp vâng. tự nhập vaccine về, tự tổ chức chích cho công nhân. Thì anh đây thấy đây phải là cái nỗ lực đúng không? Tức là bây giờ họ thay đổi. Yeah. Hôm trước họ không cho. Yeah. Bây giờ thấy tình hình nguy cấp là phải cho. Yeah. Nói chung đó, Việt Nam cũng giống như bất kỳ các quốc gia nào khác, giống như trong gia đình mình thôi. Bây giờ mình lên phương án thế này, nhưng mà bây giờ phương án thế này là không phù hợp, mình đổi phương án. Mình đổi, biết làm sao nó phù hợp thì thôi. Nhưng mà cái phương án cốt lõi nhất vẫn là cái thuốc của Trung Quốc, thì cái đó không đụng vô. Đúng đó, nghĩa là tôi có thể mua đồ ăn của bất kỳ anh nào, có cái anh hàng xóm này nè. Mà cũng không nói gì. Mà tôi không nhắc tới luôn. Bởi vì tôi biết con tôi nó không muốn ăn cái hàng của anh này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi không sẽ không mua, bởi vì mà đến lúc mà căng quá thì tôi nói là bây giờ họ làm sao mà giữ vững cái tinh thần này. Và tôi nhìn thấy bắt đầu là trong những ngày này Việt Nam bắt đầu là họ rất mạnh tay. Và họ dần dần họ có những cái biện pháp coi như là kiểm soát diện rộng từng nơi một. Bởi vì hôm nay tôi đọc báo trong nước là bắt đầu nó làm cái Bình Dương này. Vâng. 37 tỉnh thành rồi. Vâng. Yeah. Và như hôm qua tôi nói anh đó là ở Bắc Giang là một ngày mà đóng cửa là tốn 100 triệu đô la. Yeah. Thấy không? Và bây giờ Bắc Ninh á, xin mang cái con laptop của tôi, bắt đầu họ làm những cái lều ở trong những cái khu nhà xưởng để cho công nhân ở lại không về nhà đây. Đó, vậy thấy không? Giống như đi cắm trại, tức là mỗi người một cái lều để không lây lan, họ tránh không cho về nhà. Về nhà là sẽ lây lan đó, thấy chưa? Bây giờ cho công nhân đi làm lại, bởi vì hôm bữa giờ đóng cửa là căng anh theo giống như cắm trại, giống trại lính. Mỗi người một lều. Đó, anh thấy bắt đầu là họ có những cái sáng kiến. Có những sáng kiến đó. Tức là công nhân sẽ được ăn ở tại chỗ. Vâng. Đúng không? Duy trì sản xuất. Đó, anh thấy không? Đây là đó, những cái chỗ là duy trì sản xuất và ăn ở tại chỗ, ngủ tại chỗ, xong là không có về nhà để không có là bị lây lan. Đó là bắt đầu họ tìm những cái cách. Vâng. Thì tôi thấy tinh thần họ có đó. Nhưng mà họ làm tới đâu thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà đó là mình nhìn thấy là cái mục tiêu họ bây giờ làm sao giữ cái tình trạng nó không quá tệ. Rồi. Để vaccine nó về kịp. Rồi. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi. Và khi có vaccine tức là bài toán được giải quyết. Đúng rồi. Tuy nhiên trong cái hành trình đó theo tôi Việt Nam cũng còn rất là nhiều gian nan. Ồ, gian nan bởi chứ. Bởi vì anh thấy như hạn như trong cái trường hợp mà 20 triệu liều vaccine mua từ của Nga đó thì mãi đến tháng 7 thì các mới đưa gọi là bán thành phẩm. Đúng rồi. Về Việt Nam. Về rồi mới đóng ống. Dạ, đóng ống. Rồi chích. Sau đó mới chuyển đến các cơ sở y tế. Đúng rồi. Để chích đại trà cho người dân. Đúng rồi. Còn thực sự một cái con số mà chúng ta muốn nói là cái con số thực tế đó là hiện nay Việt Nam mới chỉ có là 2.600.000 chưa tới 3 triệu liều vaccine có trong tay để có thể chích cho những cái người mà làm việc trong cái khu vực tuyến đầu. Yeah. Nhưng mà theo tôi như thế cũng đã là tốt rồi. Vâng. Bởi vì anh thấy đây là một cái thứ tâm lý rất quan trọng. Yeah. Hồi lần những đợt dịch trước đó, những cái người mà làm việc ở tuyến đầu họ không có cái gì bảo vệ hết. Vâng. Ngoại trừ những cái thiết bị như khẩu trang, quần áo bảo hộ này kia. Nhưng mà ít nhất bây giờ nhân viên y tế tuyến đầu mà họ được chích vaccine thì theo tôi đó là cái điều khích lệ rất là lớn để có thể họ chiến đấu với cái đại dịch này, thưa anh. Vâng, và nó có một cái nữa đó, nhãn như anh nói là cái gọi là chiến dịch ngoại giao đó. Việt Nam anh vừa rồi nói câu cũng rất khó khăn là đúng, là bởi vì cách đây độ 2 ngày Ngoại trưởng Ấn Độ đã sang Mỹ gặp Ngoại trưởng của Mỹ. Dạ. Bàn cái chuyện mà tôi nói Ngoại trưởng Ấn Độ sang Mỹ giờ thì chỉ có chuyện vaccine. Dạ, đúng rồi. Và quý vị thấy đó là bây giờ đó bao nhiêu nước cần vaccine là họ sẽ tranh thủ. Đúng rồi. Tôi nói thẳng là giành giật luôn. Đúng rồi. Giành giật. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Dạ, chuyện bình thường. Và bây giờ ông Mỹ là cái ông sản xuất nhiều nhất. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay đó cũng có một tin vui nữa cho cái vấn đề vaccine đó,
công ty Moderna đó họ thông báo đó là họ sẽ phối hợp với công ty Lonza của Thụy Sĩ. Họ sẽ sản xuất và họ sẽ giảm cái liều xuống. Thay vì làm cái ống đó, tôi nói ví dụ như là 10 đi thì họ sẽ làm xuống 5, bởi vì họ bảo là cái liều nó mạnh quá, chỉ cần 5 là đủ. Và họ dự trù là năm 2022, anh biết một năm họ sản xuất tới 3 tỷ liều. 3 tỷ liều Moderna đó. Đó, bây giờ họ đang ngày hôm nay họ thông báo là họ phối hợp với Thụy Sĩ để làm cái đó, để cho nó gia tăng cái số lượng lên. Thì nói chung đó là rồi thế giới cũng sẽ có đủ thôi. Nhưng mà nó khổ cái là đang trong lúc này. Lúc là đang hot. Nhưng nay mai điều... mà bà con trích nhiều rồi thì nó ế nhẹ. Nhưng mà đó cũng là cái điều mà tại Việt Nam hiện nay đang là cái điều mà mọi người mong chờ nhất, anh Đỗ Dũng. Cảm ơn anh Đỗ Dũng và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và trước khi quý vị rời màn hình, quý vị nào đang xem chương trình Chuyện Nóng trong tuần trên YouTube thì quý vị vui lòng nhấn vào nút subscribe để ủng hộ chúng tôi và cũng như nhận những chương trình mới nhất của Người Việt TV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.